Em đứng đây em. Nãy nãy giờ qua kiếm quá trời luôn. Giờ này nó còn mát ha, có mấy cái dừa đem mát ha. Lâu lắm rồi mới quay lại mấy con vịt bự và chà bá luôn nè. Đẻ cho em. Em đẻ chưa? Hả? Cho em cho nó đẻ chứ. Nó đẻ chưa? Em tính đâu đẻ ăn lựt chứ em chứ ai vậy đẻ chứ em. Em kiếm cây. Kiếm cây cái em, chạy tới đây. Em ra tới đây. Em ra ngoài này nó ăn cho nó ngọt. Ô đu đủ chín, có con gì ăn rồi kìa. Anh chọt em chụp. Anh chọt hả? Anh chọt cái gì? Chọt con đủ. Được không? Chọt nhẹ thôi nha. Chọt mạnh mạnh nó mới gớt, mới rụng. Chọt em thì chọt mạnh đu đủ thì chọt nhẹ thôi. Ê, ê gì à? Chọt hay cố không chọt? Cho em bên đây mọi dịch rồi. Chuột á. Cho em bên đây mà có giò heo hầm thì nhức nách. Này chuột cạp phải không anh? Ừ. Chuột đâu lên tới đó vậy? Đu đù. Đu đù ngon. Đu ngon quá ha. Ừ. Đu này cái đầu bự đâu vô. Sáng nay nó bắt cho xuống đây nè. Lát nắng tới giờ nè. Bắt qua bên đó luôn. Thôi sao dắt được. Dỡ đó ra, em chừa đường mà. Ồ. Em có chừa đường. Đi cà phê nè. Giờ này chưa rồi. Đi mà tới đợi xuống tới kiếm, xuống tới nhà kiếm luôn. Em bận đó. Đu đủ này nó lên lên khỏi cái đọt nhà này là nó trái cho coi nha, bịt mù luôn nè. Đây nè. Có cái có cây chỏ gì cột gì nó muốn nó lên nó cong lên theo cái nhà nó ôm vô nhà. Cái mình lấy cây ra cho nó trống. Có mà dễ thì được không được đâu. Được. Cái. Em nói được rồi được trơn. Không không. Bây giờ kệ rễ nó bự rồi nè. Rễ đâu nó thúi rễ dưới luôn rồi đó. Nè. Mà còn cái mấy rễ nhỏ thôi. Cãi không à. Rồi, nằm cho coi. Ây da. Dễ gì dễ, mới qua tới dễ vậy. Phải đợi chút. Đi anh đi chơi. Ừ. Sao ạ? Ừ. Ta con cháu người ta nhóc. Sao biết? Con cháu ta đâu cần. Nghĩ gì sao? Còn cháu người ta bác sĩ đồ không, trình phố không, bác sĩ ơi. Có hết à? Thank you.
lúc bọn nhóc cơ. Gà thấy cưng không? Hả? Biết nữa. Có đó, gạo xung quanh. Cái bỏ nó còn mấy anh đây không có. Đây có mương nó hôm qua. Mấy gà này nuôi kiểu này nhiều, nó cánh nó có lông có liếc gì đâu. Với nó bên đó nó có đồ ăn nó ở bển không, nó đâu qua đây làm chi. Dao à? Đó vô trần chung.